giữ hình hài và linh hồn ba nhân vật lỗi lạc: nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, tiến sĩ đầu tiên của Nam Kỳ Phan Thanh Giảng, nhà giáo Võ Trường Toản. Linh hồn của ba cụ đã hun đúc lòng ham học hỏi của nhân dân Ba Tri, có lẽ là vì thế. Vào tuần tháng 10 năm 1964, thì Bộ Giáo dục có công văn chỉ thị cho trường tiểu học, ban giám hiệu trường tiểu học được Bộ Giáo dục cử coi trường trung học kiêm nhiệm, cho nên là trường trung học được mở ra trong cái tình huống là trường tiểu học phải đảm trách. Mà ban giám hiệu trường tiểu học của bây giờ, những cái thành viên trường tiểu học của bây giờ chịu trách nhiệm để mà mở trường trung học, thì lúc đó chưa có kinh nghiệm. Bởi vì tất cả những thành viên chịu trách nhiệm trường tiểu học cũng như sau này phụ trách cái trường trung học đó đều còn trẻ, do đó chưa có biết làm thế nào để mở một cái trường trung học ở trong trường. Đây là một cái việc hoàn toàn mới, do đó cần phải đi lên trên Bộ Giáo dục tham khảo với giám đốc nhà trường học để được cái hướng dẫn là mở một cái trường trung học ban đầu như thế nào. Trước hết chẳng hạn như là khi tuyển hai lớp thử thách đầu tiên thì đi tuyển phải làm thế nào, chứ chắc chắn là phải làm với hội đồng tuyển sinh, rồi tổ chức giám thị, rồi tổ chức giám khảo, những người chịu trách nhiệm ở trường tiểu học và sau này phụ trách kiêm nhiệm cái trường trung học đều là những người còn trẻ chưa có kinh nghiệm lắm để mở một cái trường trung học. Do đó cho nên là tuy có làm cầm nhưng cuối cùng cũng mở được cái trường trung học, được hai lớp đầu tiên, tuyển được hai lớp thử thách, bây giờ là lớp 6 và lúc bây giờ trường hoạt động ở chung với cái trường tiểu học, hai phòng học hiện nay của cái trường trung học đầu tiên đó là ở cạnh đường hiện giờ là đường Trần Hưng Đạo. Hai phòng học đó là hai phòng học mới xây dành cho trường trung học Ba Tri. Sau đó trường trung học còn hoạt động ở một cơ sở thứ hai nữa. Cơ sở nãy giờ nói là cơ sở thứ nhất, cơ sở thứ hai là ở trên những lớp bên cạnh đường Ao Bình Đông. Và hiện giờ hai cơ sở thứ nhất và thứ hai này, cơ sở thứ hai này nó thuộc về phạm vi của bệnh viện hiện nay. Tôi là một trong bốn ông thầy đầu tiên của trường Ba Tri. Trường Ba Tri nó mở sao người ta, tại vì thầy Dương trước kia xin mở trường cho nên trễ, cho nên là trường mở khoảng 10 năm 64, cho nên ông Ba Tri tới 1965 mà lên trường Trường Đình, Trường Đình tới 1969. Thế lúc bây giờ thì giáo viên cũng ít, học trò cũng ít, nhưng mà vui, nhiều kỷ niệm lắm. Nào là đi đá banh, tôi cũng hay dắt học trò đi đá banh, là kia ra lên dùng trôm đá nữa, đá tại Ba Tri, sân Ba Tri, và bây giờ là cái trường đó, là ở cái sân còn đá banh, vui lắm. Rồi cái thời đó, rồi diễn văn nghệ rồi này kia nè, tôi là ông bầu, bầu thu. Từng diễn văn nghệ, nó cũng bãi trường hay là Tết á, thầy trò cái vui lắm, tụi nó hay gọi đùa là gánh hát bầu thu. Rồi làm báo, đâu phải như bây giờ mấy chú có vi tính này kia đánh rồi có máy in rồi kia, hỏi là bằng tay mà đánh vô tờ tăng xin cái rồi đâu có cái máy quay radio mà phải quay bằng tay, cho nên là gán rồi quay bằng tay vậy nè, rồi hết mực vô tầm lem mà đang vậy mà cũng làm những cái giai phẩm. Hồi đó thường tôi phụ trách kinh doanh thể mỹ nên là năm nào cũng có giai phẩm đặc sản mùa xuân rồi cái Tết á, rồi đi bán ở mấy tiệm ở Ba Tri, rồi lên tới Vòng Trôm này kia nữa, bán này kia nhiều kỷ niệm, rất nhiều kỷ niệm. Mãi cho tới năm 69 thì
cất trường mới. Lúc bây giờ tôi chưa lý thành vụ hiệu trưởng, ấy nhờ ông Bá kế toán cố vấn cho tôi, mới xin với ông quận trưởng đó, để mà cất lại với cái sân banh. Sau đó đến cơ sở thứ ba là cơ sở ở góc đường Quang Trung và đường Nguyễn Du, bây giờ là gần cầu sắt Ba Tri. Trong tất cả bốn cơ sở thì cơ sở thứ ba là nơi mà trường phổ thông trung học Ba Tri hoạt động rất lâu. Chỗ đó nó rộng, có thể là phát triển được. Cho nên là từ đó mới năm 69 có đệ tam rồi đó, mới xuống với học đó. Ở đệ nhị đệ nhất là trường trung học đệ nhị cấp thứ ba giờ đó. Cái thời gian này ở trường Ba Tri cũng là một trong những cái trường hoạt động mạnh nhất ở tỉnh Bến Tre mình, về văn nghệ, về thể thao, về báo chí rồi về đó từ cho tới kỳ tiếp quản. Trước đó ở đây thì trưởng Trần Châu nè, rồi tôi xử lý mấy tháng nè, rồi sau đó mới tới Tùng Bá, Tùng Bá rồi trưởng nhân trường. Sau năm 1975 á, trường Trung học Ba Tri đổi thành trường cấp 23 Diễn Phú Ba Tri. Quá trình hoạt động của trường trong suốt 50 năm thật không ngắn, gian nan lắm và cũng bền bỉ lắm. Trường đã trải qua 13 thời hiệu trưởng, số thành viên ban đầu chỉ có 5-6 người, về sau có lúc lên đến 120 thành viên. Có 3 ban điều hành, ban điều hành đó giờ tức là thầy Dương là trưởng ban điều hành, có 10 thanh kế bên ổng. Cách thế nào gọi được những cái tháng ngày mà ở Ba Tri trong cái thời kỳ này đi lao động làm kinh 9A ở vùng trôm, làm kinh ở vùng tràm, rồi đi trồng lát, trồng ấy này kia đó ở ngoài Tân Thủy. Thời đó thì thấy ăn cỏ, nhưng bây giờ đó là những cái chuyện khó quên. Cái thời kỳ này là thời kỳ mà mình gọi là cái thời kỳ bao cấp, lương có 56 đồng. Tôi thầy Dương thì sống thiếu thốn ghê lắm, về bán những gì có thể bán được để tiếp tục dạy học. Mà thiệt vậy, hồi tại đó và thiếu thốn, không có tiền đò nữa, không có tiền đò, phải về phải xin bà già già lớn mà xin tiền đi đò đây ra Mỹ Lộc, rồi từ Mỹ Lộc đi đón xe đò xuống Ba Tri. Tôi cũng nhờ ở gia đình này cũng động viên, rồi bạn bè động viên, rồi nhiều khi cũng nhà trường cũng thường thường là học trò cũ á, cũng muốn tiếp tục phấn đấu rồi tiếp tục vượt qua cái gian khó, và cái thầy mở cửa thì cũng nhẹ nhẹ thôi. Sau năm 2000, trường về cơ sở thứ tư và hoạt động cho đến ngày nay. Tổng số thầy cô giáo từng công tác hoặc đứng lớp tại trường Trung học Phổ thông Ba Tri đến nay đã trên 320 thầy cô. Có thầy cô đến với trường chỉ 1 năm, 2 năm, có thầy cô thủy chung với trường liên tục 3-40 năm. Suốt 50 năm, tất cả trên dưới 2 vạn học sinh
liên tục hết lớp này sang lớp khác, hết khóa này sang khóa khác, được truyền hơi thở văn chương, khoa học cần thiết không thể thiếu ở mỗi học sinh, cho con đường tiếp tục học tập hay đi vào cuộc sống. Gần 2 triệu giờ dạy được thực hiện dần từng ngày, từng giờ trên lớp, cũng chừng ấy trang giáo án được mày mò biên soạn và ứng dụng hàng tháng, hàng năm. Đa phần thầy cô giáo trường trung học Ba Tri, nay là trường trung học phổ thông Phan Thanh Giản, tận tụy hết lòng vì học sinh. Tuyệt đại đa số phụ huynh học sinh, người dân Ba Tri rất quan tâm, coi trọng việc dạy và học của thầy cô giáo và của học sinh con em mình. Số lớn học sinh ngoan hiền, chăm chỉ, kết quả hàng năm ở kỳ thi tốt nghiệp cũng như vào đại học, cao đẳng của trường trung học Ba Tri tương đối làm hài lòng người dân Ba Tri. Nét văn hóa và nhân bản trong mọi hoạt động của con người Ba Tri như trong giáo dục, chính trị, đạo đức, kinh tế, kiến trúc, thương mại, giao tiếp hay quan hệ hàng xóm láng giềng. Ngoài cái thụ đắc từ gương sáng của tiền nhân, chắc chắn phần nào đó cũng chịu ảnh hưởng tích cực bởi sức lan tỏa của 50 năm hoạt động của nhà trường. Ông cha ta cũng có câu, kiến tạo nan thủ thành bất dị, xây dựng khó, nhưng bảo vệ thành quả cũng không dễ. Từ đây, tinh thần và ý thức kế thừa, trân trọng và bảo vệ thành quả cần thiết phải có bằng bất cứ giá nào để cho công trình đồ sộ ấy, bức tượng đài 50 năm ấy được bình an, tồn tại và mãi mãi tươi đẹp. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, chúng ta có dịp nhìn lại, có những bước đi cam go, nhiều gian nan, thử thách, nhưng nhìn chung rất đáng được vui mừng và khích lệ. Cách nay còn nửa thế kỷ, trường trung học Ba Tri ra đời trong điều kiện cơ sở vật chất hết sức khó khăn, còn thiếu thốn về đội ngũ thầy cô giáo. Nhưng với tinh thần vượt khó, tâm huyết với nghề, các thế hệ nhà giáo đã vượt qua những khó khăn, quyết tâm xây dựng trường trung học Ba Tri ngày càng lớn mạnh theo thời gian. Nhìn lại chặng đường đã qua, từ thời ban đầu chỉ dọn dẹp có 4 giáo viên và khoảng 100 học sinh, nhưng với thời gian 50 năm qua, nhà trường đã có hơn 300 thầy cô giáo đã hết lòng hết sức dìu dắt các thế hệ học sinh trở thành những người thành đạt, công tác sinh sống trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Trong đó có nhiều học sinh đã trở thành những nhà lãnh đạo của cơ quan lãnh đạo đảng, chính quyền từ cấp xã tới cấp tỉnh, những sĩ quan cao cấp trong quân đội, những kỹ sư, bác sĩ, những doanh nhân thành đạt. Có người là giảng viên của trường đại học, giáo viên phổ thông. Điều đó nói lên sự lớn mạnh của nhà trường trong từng giai đoạn. Thầy cô đã mang hết tâm huyết của mình để giảng dạy cho các em học sinh thành đạt trong nhiều lĩnh vực. Chính điều đó mà chúng ta hết sức tự hào và mãi mãi trân trọng những thành quả mà thế hệ nhà giáo đi trước đã đem lại cho thế hệ nhà giáo hôm nay, niềm tự hào ấy. Chúng tôi, những người kế tục, những thầy cô đi trước, xin hứa với thầy cô là tập thể thầy cô và học sinh trường trung học phổ thông Phan Thanh Giản hôm nay quyết tâm gìn giữ phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường,
và nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng phấn đấu xây dựng trường trung học phổ thông Phan Văn Giang đạt chuẩn quốc gia đầu năm 2015. Chúng tôi luôn trân trọng tri ân những thầy cô đã và đang công tác tại trường, đã thực hiện được cái ước mơ hoài bão của nhân dân cũng như của các thế hệ trẻ của huyện Ba Tri chúng ta ngày càng thành đạt. Và nhân dịp nhà trường tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, một lần nữa tôi xin bày tỏ lời tri ân chân thành và cảm ơn sâu sắc đến các vị lãnh đạo, quý bậc phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo và toàn thể các thế hệ học sinh đã đóng góp cho nhà trường có được thương hiệu như ngày hôm nay.